Xin chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH xin giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến một dòng micro không dây của DB Acoustic, mã là DB350. Con này thì cái tầm giá rất là dễ chịu, rất là phải chăng thôi, và đặc biệt là hàng chính hãng. Đây là như các bạn có thể nhìn thấy trước mặt này thì con mic nó đang ở cái chế độ mute các bạn nhé, nó đang ở chế độ mute. Con mic này là có cảm ứng, có tự ngắt. Đây này, sau khi chúng ta cầm vào này, cầm vào thì đấy thì nó sẽ bật lên. Đây, cầm vào thì sẽ nói được. Alo, 1, 2. Đấy, cầm vào thì là nó sẽ hiện số lên, nó sẽ hiện số đây là chúng ta sẽ nói được. Còn nếu mà chúng ta bỏ mic xuống bàn thì nó một lúc thì nó sẽ tự tắt khoảng độ đâu đấy khoảng độ 10 15 giây rồi đấy. Thì là nó sẽ rơi vào cái chế độ nó tự động nó mute để nó tiết kiệm pin và cũng là đỡ ồn khi chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện, đỡ có cái tiếng ồn vào các bạn nhá. Đấy, một bộ mic rất là đẹp và trong cái tầm tiền 2 triệu rưỡi thì em nghĩ là chắc là không còn bộ nào đẹp hơn được cái bộ này nữa rồi. Một mức giá rất là phải chăng, các bác đó có thể sở hữu được một sản phẩm chính hãng của DB Acoustic luôn. Rất là đẹp, mặt nhôm xước các bác nhá. Mặt của đầu thu này bằng nhôm xước rất là đẹp luôn. Đây em đang nói bằng micro. Tiếng mic rõ ràng, rất rõ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, quá thấy không? Tiếng mic rất là rõ ràng luôn, rất là rõ ràng, rất là dễ nghe. Quá đẹp luôn. Cái này hát karaoke gia đình thì mê ly rồi. Đấy, karaoke gia đình thôi các bác nhá, chứ còn không thể nào mà sử dụng ở trong những cái mục đích cao hơn, ví dụ như karaoke phòng hát chuyên nghiệp hoặc là các bác đi làm cho thuê lo đài sân khấu sự kiện, thì em đánh giá luôn là bộ mic này là chưa đủ yêu cầu. Các bác nên mua những cái dòng mic nó đắt tiền hơn để cho những nếu mà phục vụ những cái đối tượng ví dụ như karaoke phòng hát chuyên nghiệp thì mic này thì em khẳng định luôn là chưa đủ yêu cầu. Các bác nên dùng những cái bộ mic nó nhiều tiền hơn. Thì cái này thì chủ yếu là giới thiệu tới toàn thể quý vị khán giả yêu quý là cho cái đối tượng là dân dụng. Mic này là mic dân dụng để hát karaoke ở nhà thôi các bác nhé, tại vì tầm giá nó rất là rẻ, chất lượng thì có tốt đến mấy thì cũng chỉ tốt so với cái tầm giá của nó thôi, không thể nào mà so được với những cái mic mà 4-5 triệu được. 4-5 triệu thì đương nhiên là chất lượng nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, tiếng mic rất là rõ ràng, dễ nghe các bác nhé. Alo, 1, 2. Đấy, dàn đồ test ngày hôm nay thì gồm có một mic này, một vang này và một đẩy đồng bộ của DB Acoustic luôn, và một đôi loa JBL KP052. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, và con mic này thì nó có rất là nhiều các tần số. Bạn có nhìn ở trên cái đầu thu của nó này, cái này là rất là nhiều kênh, các bác có thể đổi kênh, nó nhiều kênh lắm, em không nhớ là bao nhiêu kênh nữa. Ví dụ như là nếu mà chúng ta mà đang dùng ở trong cái môi trường mà chẳng may là nó bị nhiễu cái tần số mic, nó bị nhiễu sóng thì các bác hãy đổi sang cái tần số khác. Nó rất là nhiều kênh, và mặt thì nhôm xước thì quá đẹp rồi. Đây, bắt cái tai sách này vào, khi có đóng vào tủ đồ thì bắt cái tai này vào để đóng vào cái ốc của cái tủ rack ấy. Rất là đẹp. Đấy, mặt nhôm xước này, trong mặt nhôm thì auto đẹp trai rồi. Rất đẹp luôn ấy. Và chất lượng ok, tầm giá rất phải chăng, rất là dễ tiếp cận, chỉ có 2,5 triệu thôi. Tí nữa thì lại nói nhầm, 1,5 triệu thì còn rẻ hơn cả giá nhập bán vỡ mồm. Mic này 2,5 triệu coi nha, bộ này 2,5 triệu giá ở thời điểm hiện tại. Về sau này thì nó có biến động gì thì em sẽ thông báo với các bác sau, nhưng mà ở thời điểm hiện tại giá chỉ 2,5 triệu thôi. Hàng của DB Acoustic chính hãng luôn, rất là đẹp và rất là ngon trong cái phân khúc này các bác nhé. Trong cái phân khúc 2,5 triệu này em nghĩ là con này là một cái sự lựa chọn khá là đúng đắn thôi. Rất đẹp. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Và cái mà em nghĩ ở cái bộ mic này là nó cái tiếng tép của nó. Mic này rất nhiều tép các bác nhá. Nếu mà cũng là một cái nhược điểm. Nếu mà các bác mà vào một số các cái dàn âm thanh mà chẳng may nó thừa tép quá rồi thì các bác phải nên giảm tép mic này đi. Chưa, tại vì em nghe là cái tiếng tép của con này rất là nhiều. Các bác nghe cái tiếng xì này không? 1, 2, 2, 2. Nó cái tiếng tép, cái tiếng xì nó ra hơi nhiều các bác nhé, hơi nhiều tép, nên là nếu mà về mà chẳng may mà nó nhiều tép quá thì các bác giảm một chút tép ở cái đường mic đi là được, sẽ rất là ok. Còn với cái dàn âm thanh này thì em nghĩ là như này là đủ, như này là rất là dễ hát rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Rất là ok các bác nhé, tầm giá phải chăng, chỉ có 2,5 triệu thôi. Hàng mới, nhập khẩu chính hãng DB Acoustic và bảo hành 1 năm trên toàn quốc các bác nhé. Rồi ok, thì clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Thì quý khán giả có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và lô trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.